Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật, cho nên là bà Bi, mẹ Gạo rảnh rỗi đi chợ. Bi đang đẩy em Gạo. Em chào ông. Ôi, rất là nắng luôn. Giờ mới khoảng gần 8 giờ. Nắng. Hôm nay rất là nắng. Phía trước nhà mình trước là đây là đang làm đường này. Phía bên kia là một con sông. Trước là có hàng cây sấu rất là mát nhưng mà người ta chặt đi để làm đường rồi. Đi đi ơi. Hôm nay là sẽ đi cái chợ gần nhà. Ở xung quanh nhà mình có mấy cái chợ liền. Hai ba bạn cháu gọn vào kìa. Có cái cây rất là mát. Đi gọn là Bi. Gạo đang ngồi trên xe bà đẩy. Có cái chợ ngoài này, chợ nhỏ nhỏ. Là ngày nào người ta cũng họp hai buổi. Còn bên kia thì có chợ Bia Bà. Gần nhà mình có một cái chợ đầu mối nữa, chuyên bán hải sản. Mà chợ đấy đi rất là sớm. Hôm nay sáng sớm cũng đi chợ rồi nhưng mà còn thiếu mấy thứ nên bây giờ mấy bà cháu sẽ lóc tóc đi. Phục vụ người dân quanh đây nên cả khu chung cư. Đi bộ một đoạn này đến chợ. Gạo ơi, mát chưa? Con ngủ à? Anh cầm gì vậy? Thank you.
gì được nhỉ Vi nhỉ? Cà chua 3 tiền một cân đấy chị. Cho em khoảng 4 quả thôi. Mời cho em một ít hành nhá. Cái này là xấu à? Sung này là sung nếp hay sung gì đấy ạ? 3 tiền một cân chị. Sung lép thì 3 tiền một cân. Lấy cho em nửa cân với. Cái sung này bên trong lõi nó đỏ đúng không chị? Ăn thử luôn được thôi mà, ăn không? Mà lõi đỏ thì em mùi không? Không đỏ như này, nhưng mà không chắc. Thế cho em ít thôi. Tại vì là em tưởng lõi nó đỏ với là sung không đấy. Bột sườn về nấu bún đi. 13. Chị đẹp trai đang ngồi ở hàng rau để mua rau. Mua hành, mua cải chua. Đã về đây mua cái này xong thì về. Cân 67, cân 6 nha em ơi. Là bao nhiêu chỗ đấy là bao nhiêu lạng? 1 cân 28 hoa. Thế con mua gì không? Con mua gì không? Cái gì 35. Thế cho em xin một cái túi bên ngoài đấy. Chắc ở trên máy hả? Mua bún gạo về để nấu. Em cứ không mua bún bún tươi. Mình mua cần tây ở đây này. Mấy nấm củ gà, mấy là nấm hơn. Cần tây củ rèn. Mua mận này, mua mận quả xanh. Cho em gì? 30.000 một cân. 30 chị ạ. Cho tí bóng đấy. Cái nhà đi đây. Quay quả cáo. Phải cứng nhưng mềm ăn nó ngon, nó giòn. Phơi nắng nhiều héo quá. Đây, đây là nắng to. Sáng ra đã nắng to rồi. Chị ơi không lấy quả mềm đâu. Em không lấy quả mềm đâu nha. Mềm ăn nó nhúng nhúng ra. Cho em cân cho em á. Nắng quá mọi người ơi. Mua đồ rồi chạy nhanh vào chỗ dâm. Bà với thị gạo. Thị gạo buồn ngủ quá. Thế là bà bế thị gạo về trước rồi. Cầm mỗi hai mẹ con. Giờ anh Vi lại đòi vào trong này chơi. Chung cư chơi. Vi ơi đây này. Chơi chỗ nào dâm này nhá. Đây là sân chơi ở trong chung cư. Ui xong. Ngã rồi, đứng dậy đi. Có đau không con? Đau không? Sao? Con này nắng. Cầm bỏ kẹo vào đây. Nhìn đây nè. Ôi, đau hết cả tay rồi đây này. Cất kẹo đi, chơi một tí rồi về nhanh lên, nắng lắm. Hôm nay nắng quá các bạn. Mua sườn, đậu, cà chua với bún khô để về nấu ăn bún cho nó dễ ăn. Trời này ăn cơm thì khó ăn lắm. Cho nên nấu bún sườn. Đó, đi chợ nấu mua ít đồ cho anh Bì. Lão chỉ thích đi chơi thôi.
sân trong này rộng. Anh Bi anh đã tót ra cái cầu trượt đằng kia rồi. Đây mát lắm mọi người. Buổi tối đi ra đây nó mát. Đi chợ là đi đường phía ngoài cho mọi người. Khu này mát. Anh Bi anh chơi một lúc một mồ hôi một cây anh. Nhiều mồ hôi lắm cơ. Mát không? Mát không? Tí nữa về mẹ rửa cái tay cho. Rút tay rồi. Đi rửa bằng nước muối cho nó sạch đi. Xong là lấy cồn. Này mọi người, các bác này. Ngã. Đau không? Đau không? Buổi chiều tối ra đây chơi mới mát con ạ, không nắng. Bây giờ gần trưa rồi nắng lắm. Ốm đấy. Nay mà bà mới gạo về rồi không thì nắng lắm. Thôi, chào các bác nha. Hôm nay đi quay đến đây thôi. Hôm khác lại quay cho các bác xem chợ khác nha.